một lần duy nhất nha. Coi mập hỏi, coi mập hỏi, hét sọt. Một thằng gạt luôn, gạt luôn, gạt luôn. Ok, hét rồi. Hét sọt. Số của mình vừa được nâng cấp cho nên là tăng tỷ lệ nổ hũ 9999 cương chỉ trong 3 ngày với những vòng quay mới cực hấp dẫn nha. Uy tín giá rẻ, tỷ lệ trúng kim cương cực cao. Anh em nhanh tay đi cập ngay số bé chanh ế.com nha. Hello, xin chào tất cả những người em nha. Mình là Vũ Bữa đây. Thì mấy hôm nay á, mấy chanh nó solo mình nó bắn toàn hít cái trọt mình không. Má, mình cài quá anh em ơi. Má, nó không biết mình là chùm môn xấu hay sao mà nó bắn mình hít cái trọt miết. Cài quá, giờ mình sẽ kèm địa mình nha anh em. Vô để bắn bài mẫu đó luôn. Thì thường thường nó hay đi ăn sáng cái giờ này nè anh em. Nó hay đi ngang qua nhà mình đấy. Thì giờ mình sẽ ra trước mình canh nó đi ngang qua cái mình chặn nó lại, mình đập nó chặn rồi mình gã nó solo luôn nha anh em. Anh em xem hết video để xem mình đập nó nha. Thôi thì giờ mình ngồi đây mình đợi nó nha anh em. Ê, hình như có tiếng sai đó anh em ơi. Mình ra trước đường mình chặn nó ra đây. Ê, đây là cái gì cho nội? Cái gì cầm cây chặn đầu tôi không nội? Vô, mày vô, mày vô. Vô đâu? Vô nhà tao có chuyện này nấu nấu. Vô đâu mày hả? Làm như vậy mới đi ăn gì cho nội? Vô đây, ăn no chưa? Ăn no rồi. Đồ hết là đi con, vô đây. Vô đây, vô đây. Vô đây, anh đây lâu ngày gặp, vô nói chuyện. Rồi. Cứ vào, cứ vào. Cái gì vậy? Nằm xuống, nằm xuống. Đi, à? Mẹ nghe nói mấy đây bắn ghê lắm mà. Ừ, thì đâu. Là như vậy, mày cầm cái bún tao thì khùng á. Mày ăn tao phải không? Giờ đi. Tao ăn. Tao? Làm gì vậy? Ai mày bắn nữa? Ai chỉ bắn ăn tao, tao chùm rồi mà. Ai ngờ, ai đi bắn tao. Mày bắn gà, mày đặt gái chùm uống sốt, mày chảy trâu. Giờ thì có cái thằng gì mày nói luôn nhanh tao. Giờ đi tao có thằng mới nhận được thằng đệ tao ấy, bắn cực hay. Giờ tao mới nói vô solo bài này. Solo cái gì nữa trời ơi, bắn cái thằng cái trâu này nó ngạ solo ngoài đấy. Tao sẽ bắn hết cái trọc mày luôn. Vậy solo đúng không? Đúng rồi. Một mình tao chắc mày với thằng đệ của mày. Ok. Kèo 10.000 kim cương đi. Ok. Mày lần này mày dám ăn không? Ăn tao đập gãy chân. Cây đầu quýt người ta đâu trời. Nè, bò tôm nè em nào. Hòn mới lấy gì nha. Giờ mình thích cái gì? Vô solo với vậy? Rồi vô. Ok. Ok thì bây giờ mình sẽ lên shop của mình quay kim cương để solo với thằng Trẻ Châu chú Bự nha anh em. Thì đậu xanh 54.000 view mà có 3.700 like à. Thì anh em xem video nhớ giúp cho mình một like nha. Anh em đừng xem chùa anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách kiếm gì kim cương giống như mình nha. Thì cái link shop mình ghim dưới cái phần bình luận video á. Đó, anh em bấm anh em mở like nha. Đó, xong anh em vào cái shop của mình thì cái shop mình nó mới được nâng cấp á, nên là tỷ lệ nổ hũ nó sẽ cao hơn rất là nhiều nha. Thì mình mới nạp vào 300.000 nha anh em. Giờ mình sẽ test tỷ lệ cho anh em coi nha. Ok, ở đây có rất là nhiều cái vòng quay mới luôn. Giờ mình sẽ quay cái vòng quay thế này đi, vòng quay đầu tiên luôn anh em ơi. Vòng quay kim cương siêu khủng nha. Đó, giờ để mình mở lớn lên cho anh em xem cho nó rõ nha. Vòng quay này 20k một lần nha anh em. Giờ mình sẽ quay phát đầu tiên cho anh em xem nè. Ok, phát đầu tiên được random kim cương nè. Cháu chữ random này anh em là ngẫu nhiên á. Được 21 kim cương nè. Vỏ làng được 20.000 mà được 21 kim cương. Lỗ anh em ơi. Nhưng mà không sao, từ từ nó sẽ nổ hũ nha anh em. Nó tích tỷ lệ á anh em, nó sẽ nổ hũ. Đấy, bây giờ được 250 kim cương nè. Vòng thứ hai nha, 20k mà được 250 kim cương là anh em lời đó nha. Ok, phát thứ ba nè anh em ơi. Trời, phát thứ ba được có 100 kim cương à. Không sao anh em ơi, kiểu anh em quay nhiều lần nó sẽ chắc chắn sẽ nổ hũ nha, tại vì nó mới đăng cấp mà. Đây nè, ui, đó 360 kim cương rồi nha. Cái vòng này chỉ với 20k thôi nha anh em. Rồi, nổ hũ nè. Đó, 15.999 kim cương là 16.000 kim cương đó. Quá lèn không anh em. Đó, chỉ với 20.000 đồng đó nha. Giờ mình dư kim cương solo với nó rồi, nhưng mà mình quay thêm để tặng cho anh em nha. Rồi, nổ hũ nữa nè, thấy chưa? Cái số mình nó mới nâng cấp, anh em thấy nó hay không? 3.999 kim cương nè. Đó, giờ quay phát cuối nha anh em. Đấy, anh em thấy cái số của mình nó như này. Ui, đấy, thấy chưa? Nó tích tỷ lệ, nó sẽ nổ hũ cho anh em. Bây giờ được 9.999 kim cương nè. Anh em thấy như nào? Ok, giờ mình dư kim cương solo với nó rồi nha. Đó, thì anh em nhớ xem hết cái video này, đếm đúng số là hát sọc và để lại đi game mình sẽ tặng kim cương cho anh em nha. Đồ bắn ghê thế.
Ok, thằng vô bự nó ăn mình một không rồi nha. Mé cái thằng vô bự hôm nay nó gan trời rồi anh em ơi, nó dám chặn đường mình, nó cầm cây nó hù mình, nó quánh mình luôn. Ngu này mày, bể đầu. Nó hù mình, nó quánh mình. Nó giờ nó còn gọi thêm thằng đệ nó vô solo của mình nữa nè. Đây nè, đây nè. Headshot. Ok. Mình vừa đi ăn sáng về, mé nó cầm cây, nó chặn đầu, nó đòi đập xe nữa chứ. Má cái thằng này anh em thấy nó vậy mà nó làm được á. Nó solo thua mình quá trời, nó cay anh em. Giờ nó gọi thêm đệ vô, nó chặn đường xong nó gọi thêm đệ vô solo mình. Giờ này mình chặn, vô đầu kìa, vô đầu vậy mình chết kìa. Mãi mày, hai viên vô đầu luôn. Heck sợ, không biết đâu rồi, trung tâm vô bụng anh em ơi. Rồi còn đệ nó đây nè, đây nè, đây nè. Ôi, bị gì, heck sợ, ôi không biết sọt anh em ơi. Thì cái số của mình nó vừa được nâng cấp á, nên là cái tỷ lệ nổ hũ kim cương nó cao hơn trước rất là nhiều luôn nha anh em. Cho nên là mình quay nó ra rất là nhiều kim cương. Thì trong cái video này á, anh em nào mà đếm đúng cái số lần hát sọt của mình và để lại đi game á, thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn 200 kim cương nha. Đó, thì nhớ đếm cho đúng cái số lần hát sọt và kèm theo ở đây nha. Mỗi người chỉ được bình luận một lần duy nhất nha anh em ơi. Đó, chúc anh em xem video thật là vui vẻ nha. Giờ mình cầm khẩu M1014 này mình on sọt hai tụi nó cho anh em xem nha. Mày đó, được bạc mình bắn ngáo ngáo chứ mẹ mà M1014 mình bắn được lắm anh em ơi. Từ từ mày hả mày, mình dụ nó lại xong mình cầm M1014 mình ấu sọt nè. Đây mày nè, đó mình cầm MB mình dụ nó cong lại nè, hét sọt. Ui nó không thế ta. À đây một lần duy nhất nha. Coi mà hỏi hét sọt một thằng. Gạt luôn. Ok hét rồi, hét sọt. Thì anh em xem video mà thấy hay thì giúp cho mình một like video, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha anh em. Mình cảm ơn tất cả những người anh em rất là nhiều luôn. Mình làm event tặng kim cương cho anh em á, mà anh em xem video không like là mình buồn lắm luôn á. Ok, nóc vô bự nè, gạt vô bự luôn nha anh em. Đó thì anh em nhớ like ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn tất cả những người anh em. Ui, vậy mà nó không tính hát sọt cho mình kia anh em. Anh em xem chùa quá à, anh em không chịu like tôi buồn lắm á. À nè, đây nè, ra đây. Từ từ còn để nó. Mày một viên vào đầu nè. Ôi sao, vô giáp anh em ơi. Không sao. 5-1 rồi, mé cái thằng đệ nó tưởng như thế nào, ai ngờ vô mình hành bể mỏ luôn. Ok, giờ mình cầm lục bạc mình bắn hét sọt đây nè. Giờ nó rung rồi. Thì cái like video là động lực to lớn giúp cho mình ra những video hay hơn cho anh em xem. Bắn ghê thế. Mé nó làm mình phát lục bạc hét sọt anh em ơi. Game này mình cầm AK mình bắn cho nó chừa luôn. Mày giờ nó rung rồi, nó cho mất dạy, giờ nó đứng rồi nó ke mình à, mình ke lại nha anh em. Giờ nó biết cách bắn của mình rồi, giờ nó đứng nó ke mình nhảy ra cái nó bắn kìa. Nó bắn như giáp đau quái. Từ bơm máu nha anh em. Đó, giờ tụi này nó rung rồi, nó biết cách, nó kiểu nó đứng nó ke ke đợi mình nhảy ra cái nó bắn á. Mày ui trời, vút cái tâm lên chứ trời luôn. À đây nè, vú bự. Đấy, đặt kèo nhanh như vậy là nó bắn mình không có được. Mày ra đây. Mày ok đóng một nha. Gạt nó luôn đã, gạt. Ô, mình bắn có đạn vô đầu mà sao không tính hát sọt ta, xàm thế nhờ. Đó, anh em nhớ bình luận đúng số lần hát sọt đó nha. Từ từ, giờ mình phải xử lý thiệt là nhanh mình mới ăn được đệ đó. Thằng đệ nó bắn cũng ghê đấy. Nói chung là, vô đầu một viên nè. Lúc đầu bắn không được nhưng mà phút nãy cầm lục bạc mình bắn. Đó, đu, ghê thế, mấy hát sọt mình luôn. Đúng là không được bao giờ coi thường người khác anh em à. Đừng bao giờ đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài anh em ơi. Mấy hồi nãy mình hành nó như cái gì, giờ nó làm mình phát hai mạng hết sầu luôn, tiếc luôn. Khá là căng đấy. Bởi vậy không được khinh thường người khác anh em nhá. Từ từ, giờ mình xử lý thiệt là nhanh là ăn được à. Anh em yên tâm, mình đặt keo nhanh là hai này nó bắn không có lại đâu. Từ từ. Gì đuôi vậy hả? À móc hả mày? Móc, ôi trời, bấm nhầm, không chống nút bắn anh em ơi. Đừng vô bự ra lại. Mày hả mày, một viên vô đầu nhá. Từ từ, đó, đặt keo nhanh như vậy là nó không có làm. Mày hả mày, ui một viên vô đầu để nó nữa nè. Đấy, xử lý nha. Mày ui vậy mà không chết kìa. Anh em thấy mình bắn một đống đam vậy mà không chết kìa. Đấy, anh em thấy mình xử lý nhanh như vậy là nó bắn không sao lại được. Rồi, bơm máu hoa mày, đốc một nha, gạt luôn. Ok, hát sọt một mạng nữa nha. Còn để đây nè, hát sọt, ui đặt keo nhanh thế, hát sọt, ui một viên vô đầu nữa kìa. Ui thằng này đệ nó đặt keo cũng nhanh đấy, nhưng mà không sao. Mày ui trời ơi, nó chạy đâm thẳng cái đầu vô bông keo luôn. Nó thấy mình bắn hai của nó AFK luôn rồi anh em ơi. Mày nó rung rồi, nó mày trời mình giật luôn điện đó nha. Lại có trời, mình bắn một viên vô đầu mà sao nó không tính hết sọt ta. Thằng đệ nó rung rồi, nó thấy mình bắn ghê quá nó AFK luôn rồi anh em ơi. 6-3 đúng không? Giờ mình sẽ cầm khẩu M1014 này mình on sót luôn thằng vô bự nha. Thằng vô bự đâu, ra đây. Hát sọt. Ui từ từ thôi. Mày hả mày nè, một lần duy nhất nha, hát sọt nữa nè.
hét sọt. Ui trời, hét sọt. Ok anh em ơi, vậy là mình ăn nó rồi nha, cho nó khỏi gái nó luôn, má nó dám chặn đầu mình.